Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh học tiếng Anh cùng du học sinh Mỹ Anh Nguyễn của mình. Bài hôm nay chúng ta cùng học là bài 2, Describing People, nghĩa là mô tả người. Lịch trình của mình cũng có phần giới thiệu bài từ mới và ứng dụng. Bây giờ chúng ta sẽ đi luôn vào bài học trong sách giáo khoa các bạn nhé. Tiêu đề của mình là Describing People, nghĩa là mô tả người. Describing, từ này bắt nguồn từ động từ describe, trợ âm 2 như chúng ta đã học ở các bài trước, nghĩa là mô tả. People ở đây cho ông một chúng ta cũng đã học ở phần trước rồi, nghĩa là con người, nhiều người. Đây là động từ, đây là danh từ, xin lỗi các bạn, ở dạng số nhiều. Đây là một danh từ đặc biệt, ở dạng số nhiều thì không có s mà đây là dạng của nó. Vì vậy nên các bạn hãy nhớ dạng này để chúng ta viết cũng như là nói cho đúng nhá. Chúng ta sẽ học những cái thông tin về tuổi, chiều cao và cân nặng trong tiếng Anh và cách nói. Bắt đầu với age. Age nghĩa là tuổi. Age. Các bạn phát âm chữ G ra cho mình, chữ J ra cho mình ở cuối từ nhá. H. Như phiên âm ở đây, nó gần như là chữ G. H. 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 Khi các bạn để tay ở trước miệng của các bạn, phát âm đúng từ này ra thì các bạn sẽ thấy có hơi bật ra lòng bàn tay nhé. H. H. Đó, các bạn hãy luyện tập nhiều với từ này. Từ này có nghĩa là tuổi tác, tuổi. One. Young. Young. Nghĩa là trẻ. Đây là tính từ young. Young. Two, middle age. Middle aged. Middle aged. Các bạn bật chữ D ở cuối từ này ra cho mình. Từ này trọng âm vào trọng âm 3 vào từ aged này nha các bạn. Middle aged. Nối âm, các bạn đã thấy mình nối âm âm L sang âm A. Mặc dù ở đây có âm E nhưng mà âm E là một nguyên âm, vì vậy nên phụ âm ở cuối này sẽ nối sang với nguyên âm ở từ thứ hai, từ tiếp theo đó. Middle aged. Middle aged nghĩa là trung niên. Các bạn lưu ý nhấn mạnh vào từ aged cho mình nhé. Three, elderly. 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 Nghĩa là già. Cái này trọng âm, các bạn đặt trọng âm một cho mình. Elderly. 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 Height nghĩa là chiều cao. Height, bật âm tên ra cho mình. Height, chiều cao. Four, tall. Tall. Các bạn bật phụ âm L cuối từ ra cho mình nhé, bằng cách là đưa lưỡi lên phần lợi phía trên, chạm lưỡi lên phần lợi phía trên. Tall. Tall. Đưa lưỡi lên ạ. Tall. Tall nghĩa là cao. Five, average height. Average height, bật âm tên cho mình. Average, cho âm 1. Average nghĩa là trung bình, như các bạn thấy. Và height chúng ta vừa mới học ở bên trên nghĩa là chiều cao, chiều cao trung bình. Average height. Các bạn nhớ bật các phụ âm ra cho mình nhé. Six, short. Short nghĩa là thấp. Short, bật âm tê ra, uốn lưỡi chữ R. Short. Ở đây chúng ta có weight. Weight, bật chữ T này ra cho mình, nghĩa là cân nặng. Weight. Đây là E-I, chúng ta phát âm là A nhé các bạn. A. Weight. Weight. Seven, heavy. Heavy nghĩa là mập hoặc là fat. Fat. Chữ A này các bạn phát âm thành chữ E bẹp cho mình. Fat, bật chữ T ra, nghĩa là béo. Heavy, cho âm 1. Heavy và fat. Đây là cách để chúng ta nói là một người mập hay là béo. Các bạn lưu ý trong tiếng Anh thì thường thường người ta không muốn dùng những từ nào mà hàm ý với cả là cái connotation, tức là cái giọng nói mang ý nghĩa quá tiêu cực. Vì vậy nên là các bạn có thể dùng một số từ khác để nói khi người ta béo hoặc người ta to. Ví dụ như các bạn có thể dùng từ big là trông dáng người to, thay vì dùng từ fat này nhá. Từ fat này khá là nhạy cảm, thì khi mà người Mỹ nói về ngoại hình, người ta khá là nhạy cảm trong cái việc dùng chọn các từ nào cho phù hợp với hoàn cảnh mà không không làm người kia bị tổn thương đó. Vì vậy nên là khi dùng từ các bạn cũng phải chú ý cho mình nhé. Từ heavy thì trạng thái của nó có vẻ như là tích cực hơn là cái từ fat này. 8. Average weight. Average weight
average như nói ở phía trước này cho âm 1, nghĩa là trung bình. Weight, ở đây là cân nặng. Average weight, cân nặng trung bình. Nine, thin, thin. Phát âm chữ thin này, đây là âm TH, âm th, thì các bạn phải đặt lưỡi ở giữa hai hàm răng cho mình nhé. Sau đó bật hơi ra. Thin, thin, thin. Đặt lòng bàn tay ở trước miệng, nếu mà bạn thấy hơi chạm đến lòng bàn tay của bạn, nghĩa là bạn đã phát âm đúng âm TH này. Thin, thin, để hơi ra, nghĩa là gầy. Một từ khác là slender, slender, nghĩa là thon. Slender, 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 cho âm 1, slender, slender, là thon. Tiếp theo chúng ta học đến disabilities. Disabilities nghĩa là tật nguyền. Từ này thì trọng âm disability như mình vừa phát âm ban nãy là trọng âm 3. Disability. 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 Trước thì mình có nói với các bạn là chữ T ở giữa, nhiều khi các bạn có thể phát âm ra disability để cho nó chính xác. Nhưng cách phát âm này nhiều khi hơi máy móc, và người Mỹ thì thường thường người ta sẽ biến chữ T ở giữa thành chữ D để phát âm cho nó uyển chuyển và nhẹ nhàng. Thì đây các bạn thấy phiên âm của người ta. Disability. Đây là chữ D nha các bạn. Các bạn có thể phát âm là disability. Nhưng trọng âm thì vẫn phải nhấn vào âm tiết thứ 3 là âm B cho mình. Disability. Đây là tật nguyền. 10. Physically. Physically. Challenged. Bật chữ D này cho mình. Challenged, thương tật. Physically là liên quan đến cơ thể, liên quan đến vật chất, thể chất. Và challenged này là gặp cản trở, cảm thấy khó khăn. Physically challenged, tiếng Việt mình dịch là thương tật. Physically, physically, đây là một từ có 4 âm tiết. Physically cho âm 1 và challenged cũng chậm một nhé các bạn. Challenged, physically challenged, thương tật. 11. Sight impaired. Sight impaired nghĩa là mắt kém. Sight là tầm nhìn, khả năng nhìn. Impaired là gặp phải một cái gì đấy khiến bạn không, khiến cái chức năng đấy của bạn bị mất đi hoặc là bị thương tổn, thì các bạn có thể dùng từ impaired. Impaired này cho âm 2. Như các bạn thấy, impaired, mắt kém. Hoặc chúng ta có thể dùng một từ ngắn gọn hơn là blind. Blind, bật chữ D này ra cho mình, nghĩa là mù. Sight impaired hoặc là blind. 12. Hearing impaired. Hearing impaired. Từ impaired này cho âm 2 như mình đã nhắc ở từ trước. Hearing nghĩa là khả năng nghe, sự nghe. Thì hearing impaired chúng ta dịch là tai kém trong tiếng Việt. Một từ khác ngắn gọn hơn đó là deaf. Deaf. Các bạn bật âm F ra cho mình. F. Deaf. Nghĩa là điếc, bị điếc. Deaf. Đây là ba cái từ mà phổ biến để chúng ta nói về tật nguyền. Chuyển sang phần tiếp theo. Appearance. Appearance nghĩa là diện mạo. Appearance. CE các bạn phát âm là chữ S cho mình khi nó ở cuối từ nhé. Appearance. Appearance. Cho âm 2 và từ peer. Appearance. 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 Đó ạ. Chúng ta có 13. Attractive. 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 Bật âm V này ra cho mình. Attractive, cho âm 2 như các bạn có thể nghe mình phát âm ra. Attractive, nghĩa là hấp dẫn. 14. Cute. Cute, là dễ thương. Các bạn bật âm T ra cho mình nhé. Thường thường từ này dùng với các em bé. Các em bé dễ thương đúng không ạ? Cute. Cute. 15. Pregnant. Pregnant, là có chửa, có thai hoặc là thai nghén. Pregnant, cho âm 1 cho mình bật chữ T ra. Preg và nant.
pregnant, pregnant. 16, mole, mole, nghĩa là nốt ruồi. Đây các bạn thấy, mole, mole. Bật chữ L này ra cho mình nhé, phát âm chữ L uốn lưỡi một chút. Mole, mole. 17, pierced, ear, pierced, ear. Bật chữ D này ra cho mình, pierced, ear. Pierced là xỏ lỗ, xuyên lỗ, và ear là tai, thì pierced ear có nghĩa là xỏ lỗ tai. Các bạn hoàn toàn có thể nối âm ở đây nhé, pierced ear, pierced ear, pierced ear, nối âm ở đây nhé, pierced ear, xỏ lỗ tai, bấm lỗ tai. 18, tattoo, tattoo là xăm, tattoo. Đây các bạn thấy hình xăm đây, tattoo, cho âm 2 cho mình, tattoo, tattoo. Vậy là chúng ta đã học xong phần từ mới của bài hôm nay. Dưới đây là một số mẫu câu để các bạn luyện tập. Ways to describe people. Các bạn còn nhớ nghĩa là gì không ạ? Ways to nghĩa là cách để. Describe là động từ ở tiêu đề của mình hôm nay, nghĩa là mô tả người. Describe people, mô tả người. He's a heavy young man. He's a, nối âm luôn, he's a heavy young man. Anh ta là một người đàn ông nặng và trẻ. Đó. Trong tiếng Anh khi mà hai tính từ đi với nhau, các bạn có thể dùng dấu phẩy để ngăn cách hai tính từ này nhé. He's a heavy young man. Man. Đó. He's a heavy young man. Câu tiếp theo là she's a, nối âm luôn, she's a pregnant woman with a, nối âm luôn, with, sau đó âm TH các bạn nối luôn sang chữ A này, with a mole. She's a pregnant woman with a mole. Cô ấy là một người phụ nữ có thai với một cái nốt ruồi. He's sight impaired. He's sight impaired. Anh ta có cái tật là mắt kém. Sight impaired. Ở trên này chúng ta vừa học rồi. He's, hoặc đó, đây không phải là sở hữu cách canh nhé các bạn. Đây là viết tắt của từ he is. Đây là she is. Đây là he is. Khi chúng ta viết tắt vào rồi thì chúng ta có thể phát âm là he's. He's, nối luôn chữ S vào. He's sight impaired. Các bạn có thể nối âm chữ T sang chữ I ở đây nhé. He's sight impaired. Đó. Phần luyện tập tiếp theo của mình. Use the new words. Hãy dùng những từ mới. Look at pages. Nhìn vào các trang 2 to 3. 2 đến 3. Trang 2 và trang 3 thì ở trên rồi đúng không ạ? Describe the people and point. Mô tả những người ở đó và chỉ, take turns, lần lượt. A. He's a tall, thin, middle-aged man. He's a, các bạn nối âm luôn được. He's a tall, thin, middle-aged, nhớ là bật âm ra cho mình, man. Anh ta là một người đàn ông cao, gầy, trung niên. Đó ạ. B. She's a, nối âm luôn, she's a short, average weight young woman. She's a short, average weight young woman. Cô ấy là một người phụ nữ thấp, cân nặng trung bình và trẻ. Bạn lưu ý ở đây cho mình là với ba tính từ đứng cạnh nhau thì các bạn có thể dùng dấu phẩy ở giữa để ngăn cách từng tính từ một. Nhưng mà ngoài ra thì các bạn cũng có thể tìm hiểu, tham khảo thêm một số các sắp xếp tính từ trong câu. Thì khi đó các tính từ có thể đi liền với nhau mà không cần dấu phẩy này nhé. Đó ạ. Còn đây người ta bảo các bạn nhìn vào trang 2 đến trang 3 để các bạn ứng dụng những cái từ này. Và mô tả người thì mình sẽ quay lại trang 2 và trang 3 cho các bạn
là phần gặp gỡ và chào hỏi mình đã dạy ở kỳ trước để các bạn có thể nhìn tranh ảnh này, rồi các bạn mô tả những cái người trong tranh này nhé. Đây là tranh bức tranh trong trang thứ hai. Đây thì chúng ta có đến đây. Trang tiếp theo, chúng ta có thêm một số người nữa để các bạn có thể ứng dụng các cái từ tính từ mô tả người mà các bạn vừa mới học để chúng ta mô tả những người ở trong tranh này. Những người trong tranh này thì đơn giản là người ta đang nói xin chào và tạm biệt nhau dùng những từ ngữ rất đơn giản mà mình đã dạy các bạn ở bài trước thôi ạ. Cùng điểm lại những gì chúng ta đã học nhé. Một số những từ hôm nay chúng ta đã học về tuổi tác là age, ví dụ như elderly. Ngoài ra chúng ta học một số từ để mô tả về height và weight, cũng như là disabilities và appearance, thì gồm có một số từ như là pregnant, pierced ear và tattoo. Các bạn có thể ứng dụng những từ này để mô tả những người trong sách giáo khoa, luyện tập với các từ này, sau đó là ứng dụng các từ này vào cuộc sống khi các bạn nhìn xung quanh, các bạn gặp người mới hoặc là kết bạn mới, các bạn đều có thể dùng những từ này để mô tả và ứng dụng. Những từ này khá là thông dụng theo ý kiến của mình. Vậy là bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.